ai đâu mà bế tôi, ông ơi. Xỉu là thua đấy. Mọi người mà thấy mình xỉu một cái nó ôi may quá, con bé nó bị dừng lại rồi kìa, mình phải tranh thủ làm thôi. Chị không dám bấm nhưng chị không có quyến rũ nha, không có đá mắt rồi nha. Không, nhưng mà cái cơ bản là cái kỹ năng mà quyến rũ chị không có, em hiểu không? Đấy mới là cái điều quyến rũ của chị đấy em ạ. Wow, một điểm cho một điểm thanh lịch. Biết khi nào lát bắt ra làm nước mắm cho Minh hỏi chẳng hạn, hoặc xay gạo làm bột chẳng hạn. Ui, em không biết nấu ăn đây này. Em không biết nấu ăn đây. Trời ơi. Nhưng mà trong bánh xèo, bánh hỏi với bánh ít thì em thấy bánh ít là cái bánh nó khá là phức tạp á. Ui hả? Chết rồi, ủa sao mình... Thôi nhưng mà thi ăn là em thi không lại hai người rồi đó. Nhưng mà nghĩ là không phải ăn nhiều đâu. Có thể là mình tinh túy mình ăn xong đó mình hiểu là nó có cái gì mình ăn trong đó, ví dụ vậy. Dạ, nó có bánh hỏi. Ghê ghê mày ăn thẳng này đây. U là. Thôi hỏi thi nha. Hy vọng là hai đừng đội của em. Em rất mong mình có thể thắng hai anh ở trận này. Tại vì hai nam và một nữ thì em nghĩ em hy vọng là em sẽ thắng được. Thì em sẽ làm tất cả các mọi cách. Mỹ nhân kế đúng không? Mình là kiểu vừa cố gắng mà vừa xin xỏ thôi ấy, chẳng biết sao. Xin ban tổ chức. Anh thấy không, chưa cho là Cường nghe xin cái là Cường đã xin ban tổ chức ngay. Xin ban tổ chức là đúng nhất rồi. Đối các bạn tại sao gọi là bánh hỏi? Giống như anh đó, cái bánh đó. Hai hỏi. Anh nghĩ bánh hỏi này là một trong những cái bánh vào làm trong dịp cưới hỏi á. Nó sẽ có trong đó. Dạ, nhưng mà anh có làm gói bánh hỏi bao giờ chưa? Chưa, anh chỉ ăn bánh hỏi thôi, nhà anh hay ăn bánh hỏi. Tôi là Nguyên của đội Thanh Xuân. Còn mình là Nguyên của đội Ngẫu Nhiên. Còn mình là Nguyên của đội YOLO. Ba Nguyên ở trên cùng một xe nha mọi người. Đây là ba Nguyên mặt tròn như nhau. Ủa là sao vậy? Đi thi bánh xèo. Cái bánh xèo nó cũng trầu luôn. Thôi to như cái bánh xèo luôn thiệt sự. Ba Nguyên vô một đội. Hay quá hả? Chứ bây giờ ba đúng là kiểu cái trò chơi của mình đúng là kiểu số phận định mệnh luôn ý. Và sắp xếp giống như kiểu mỗi đội sẽ kiểu gì cũng sẽ thắng một lần, sau đó phải một lần là quyết định. Đó. Nó rất là hay nha. Chơi cũng còn lại ba đội đều đều nhau luôn nha. Hai em có đoán được đề thi của mình là gì không? Em nghĩ là tập làm bánh xèo ai làm đẹp hơn và ngon hơn. Nhưng mà đó như mà đã có hướng dẫn rồi thì làm sao mà biết ai thắng ai thua ta? Ý là có người hướng dẫn không? Nhưng mà biên tập không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Đúng. Mà không bao giờ đoán trước được hết. Tới khi mà mình bắt đầu làm thì mình mới biết đó là gì. Chương trình giấu kỹ lắm. Anh lại nghĩ á, chúng ta đi học làm bánh xèo. Dạ. Sau đó á, chấm điểm thẩm mỹ mà lỡ mà ngang nhau á. Dạ. Là chúng ta sẽ thi ăn. Nhưng mà anh Nguyên cho em hỏi là anh Nguyên có từng làm bánh xèo hay là biết làm bánh xèo không ạ? Chưa bao giờ. Anh từng ăn bánh xèo thôi chứ còn làm bánh xèo hơi khó. Em không biết làm gì đâu trời. Ba món đó Linh chưa làm món nữa nên lựa món nào cũng như nhau. Em không biết một cái gì. Ba cái đó thì em ăn nhiều lắm. Cũng chưa giờ làm. Em cũng không ăn nữa cơ. Em còn không ăn cơ. Em là một người không có cái tâm hồn ăn uống gì hết. Bánh xèo thì sao ạ? Bánh xèo cũng thỉnh thoảng ăn cũng không nhớ. Bánh hỏi. Bánh hỏi là bánh như thế nào? Bánh hỏi cháu lòng. Bữa mình mới ăn đó. Rồi, thì thấy trông như bánh cuốn ở ngoài kia vậy đó. Đó, chúng ta vừa đi qua lúa nước nè. Bây giờ chúng ta đi gặt lúa, xong rồi ngâm gạo, rồi xay bột. Mọi người có hồi hộp không? Họ không biết đề là gì á. Đề là gì? Đề là sau khi ăn 5 lá bánh xèo xong, trong 5 lá bánh xèo có bao nhiêu cộng giá? Em đang lo cho hai đồng đội của em. Tại vì trong hai đồng đội của em không biết nó mình là đang cũng rất là lo đó. Sáng nay em thấy chia đội ra lại rồi, này kia là thấy nghi rồi. Nhưng mà anh đang thi với lại hai người phụ nữ biết nấu ăn. Nhưng mà đội anh có hai người phụ nữ đã biết nấu ăn rồi. Và họ hay nấu ăn nên là cái tỷ lệ thắng nó sẽ nhiều hơn.
giờ mà ăn là em với chị Linh là coi như là đi sau chị Trang một bước rồi đó. Hay là kêu mình thử thách mình đi bán bánh ít. Bán làm sao được? Em nghĩ đơn giản là ăn hay là làm đâu. Không, em nghĩ là làm đó. Thôi đừng nghĩ tốt là ăn là chắc chắn không rồi đó. Không, em nghĩ đơn giản thôi. Rồi làm, tại vì sao bao nhiêu chặng thi em nghĩ mọi chuyện phức tạp lên mà hóa ra chương trình cho những cái gì mà nó đơn giản mình khó đoán nhất. Vậy rồi nó vào. Chị thấy biên tập có vẻ nhìn rất là đáng nghi. Ồ, chị cứ cười thôi. Cho nên chị nghĩ là nó là một cái gì khác nha. Không, thì đó mới là cái mà làm cho mình bất ngờ đó. Nói nặng để mình chuẩn bị tinh thần để làm nặng, cuối cùng cho mình làm nhẹ. Nhưng mà chưa chắc gì làm bánh lại là nhẹ. Bà kia là không, drama đấy mà còn nghĩ ra mấy cái này kia đó trời. Đâu có drama chỉ là vậy đâu. Anh em gọi cho Cường đi. Để anh dặn hai bạn nam ưu ái bạn nữ anh tí xíu thôi, chứ. Thôi. Để dặn dò gì đó. Gọi đi cho anh để anh dặn dò. Anh ơi. Chuyện gì? Anh Nguyên muốn nói chuyện với anh là nói đi nhưng mà không có nhân nhượng nha anh nhé. Cường ơi. Anh nói đi. Mình là đàn ông, đi ra đường á là phải biết nhường nhìn phụ nữ. Vậy là anh Nguyên nhường mình đó mọi người. Không ông ơi, mọi người ở đây chơi mà là rất là hết mình, không ai nhường ai đâu. Nên là ông không cần phải nói một cái lời nào mà mang tính chất dặn dò như vậy. Tôi biết là ở đây không ai nhường hết trơn á. Nhớ dặn anh Bảo nữa nha. Anh Bảo ơi, anh Nguyên là anh không nhân nhường em đâu. Anh Bảo thì có vẻ gương mặt còn trông có vẻ quyết tâm lắm. Anh Bảo là bên này là sẵn áo tới nách luôn rồi nè. Sao mà cái đội này ba Nguyên như cùng một lúc là như thế nào nhở? Em mới thể hiện ai mới là Nguyên authentic đi em. Đây mới là Nguyên real nè. Đào anh Đào, bạn thì hãy cứ chơi chiêu là mỹ nhân kế hoặc mệt xỉu nha. Không, tức là cố gắng để thắng nhưng mà đến lúc thua, thấy thua đến nơi rồi không để thắng được thì mình sẽ xỉu. Đúng không? Đúng rồi, bạn xỉu nhưng mà bạn cái tay bạn vẫn làm anh hỏi nha. Nhưng mà xỉu mà không có cầu ở đây thì ai mà bế tôi như vậy? Anh Cường với anh Bảo đó. Hai người đang bận làm bánh hỏi hết rồi, đâu có ai đâu mà bế tôi, ông ơi. Xỉu là thua đấy. Mọi người mà thấy mình xỉu một cái nói, ôi may quá, con bé nó bị dừng lại rồi kìa, mình phải tranh thủ làm thôi. Chị không dám mắm nhưng chị không có quyến rũ nha, không có đá mắt rồi nha. Không, nhưng mà cái cơ bản là cái kỹ năng mà quyến rũ chị không có, em hiểu không? Đấy mới là cái điều quyến rũ của chị ấy đấy em ạ. Wow, một điểm cho một điểm thanh lịch.